Theo bạn, làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và thành công? Với chúng tôi, hạnh phúc là khi được trao đi những giá trị của tình yêu thương và điều tử tế. Là hành trình viết lên triệu ước mơ cho những em nghèo chưa bao giờ thôi cố gắng vượt lên. Là cho những người già neo đơn không nơi nương tựa, có mái ấm đoàn viên lúc về già. Là những việc tử tế mà chúng tôi luôn muốn trao đi để tất cả mọi người có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi là DCI Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp và phát triển bản thân, DCI Việt Nam đặt ra tầm nhìn trở thành hình mẫu tập đoàn giáo dục thành công theo triết lý trao đi điều bạn muốn. Với sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi mong muốn tạo nên một cộng đồng bền vững từ những con người tử tế để chung tay xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Đó chính là sứ mệnh khi thành lập DCI Việt Nam. Trên hành trình đưa triết lý DCI ứng dụng vào đời sống, chúng tôi luôn mong muốn có thể gìn giữ được bản sắc Việt Nam và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người để giúp họ tiến gần hơn với thành công của chính mình. Tại DCI Việt Nam, chúng tôi gọi đó là hành trình lan tỏa sự tử tế. Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ năm 2015, mở đầu cho chặng hành trình ý nghĩa với những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển sau này của DCI khi có hơn 150 học viên tham gia. Sau một năm phát triển, đến năm 2016, số học viên đã tăng lên đáng kể với 1.239 học viên tham gia. Và tính đến nay, DCI Việt Nam đã tổ chức thành công 140 khóa học, thu hút 34.135 học viên tham gia. Chưa dừng lại đó, những sản phẩm chất lượng thuộc hệ sinh thái giáo dục cũng đã tạo được tiếng vang lớn. Đại diện của DCI liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín, thu hút sự quan tâm của các đơn vị truyền thông và giới chuyên môn. Thêm một lần nữa khẳng định vị thế và chỗ đứng của DCI trên thị trường. Cụ thể, tháng 12/2021, công ty cổ phần DCI Việt Nam chính thức đạt giải top 10 thương hiệu giáo dục hàng đầu Việt Nam năm 2021. Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Công Bình chính thức đạt danh hiệu nhà lãnh đạo tiêu biểu năm 2021. Vào ngày 2/4/2022, Chủ tịch Nguyễn Công Bình vinh dự nhận giải Doanh nhân xuất sắc đất Việt do Viện Kinh tế và Văn hóa cùng Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức. Niềm vui nhân đôi khi trong 90 lễ trao giải, DCI Việt Nam đã được vinh danh trong hạng mục Top 10 Thương hiệu vàng Việt Nam 2022. Trên hành trình lan tỏa sự tử tế đến với hơn 95 triệu dân Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn trao đi những giá trị của sự tử tế để đổi lại những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc của người dân nghèo khó. Và hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu, sự thấu cảm và hơn hết là mong muốn được cho đi. Năm 2016, khởi đầu cho chặng hành trình đầy cảm xúc, chúng tôi trao tặng 13 căn nhà tình thương và các hoạt động ý nghĩa khác với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Đến năm 2019, cộng đồng DCI Việt Nam đã cùng nhau xây dựng được tổng cộng 330 căn nhà tình thương, 4 cây cầu và 6 điểm trường, với tổng số tiền là hơn 15.662.000.000 đồng. Bắt đầu năm 2020, khi bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế đều khoác một màu ảm đạm, tưởng chừng như những khó khăn sẽ khiến cho thành viên của cộng đồng DCI Việt Nam sẽ chùn bước. Thế nhưng, với quan niệm khi mọi người càng khó khăn thì cũng chính là lúc tinh thần của những con người DCI cùng triết lý Give What You Want, trao đi điều bạn muốn được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Và chỉ trong vòng 2 năm sau đó,
chúng tôi đã trao thêm 244 căn nhà tình thương, 8 cây cầu và 6 điểm trường. Nâng tổng số ngôi nhà được trao tặng tính tới thời điểm hết tháng 12/2021 là 574 căn, 12 cây cầu và 12 điểm trường với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Tính đến nay, cộng đồng DCI Việt Nam đã trao tặng 870 căn nhà tình thương vững chãi cho bà con khắp mọi miền Tổ quốc, xây 18 điểm trường cho trẻ vùng cao, nối 31 nhịp cầu vững vàng bắc qua sông, qua suối để bà con di chuyển an toàn, tiện lợi hơn, lắp cánh tay robot miễn phí cho những hoàn cảnh thiếu may mắn trong cuộc sống, phủ xanh yêu thương để cân bằng hệ sinh thái, phóng sinh yêu thương bảo vệ sự sống. Từng vòng xe của chuyến xe tử tế đưa người dân về quê đón Tết đã lăn bánh đến với bà con khu vực khó khăn. Đặc biệt, lan tỏa yêu thương đến trẻ em mồ côi và tới thăm chăm sóc người già tại các viện dưỡng lão. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa, DI Group và DCI Việt Nam cũng luôn quan tâm vào việc chăm sóc đời sống tinh thần và tạo sự gắn kết của đội ngũ nhân viên công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng những hoạt động nội bộ hết sức đầu tư và chuyên nghiệp. Có thể kể đến như tổ chức các khóa học đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt giúp toàn thể nhân viên khai phá khả năng sáng tạo để bứt phá thành công như chương trình Design Thinking, Workshop 8 tháng 3 yêu thương, tổ chức thiền định vào các buổi sáng hàng tuần giúp toàn thể cán bộ nhân viên tập trung và xác định được mục tiêu công việc tốt hơn, Valentine ngọt ngào, tổ chức sinh nhật cho cán bộ nhân viên công ty, đặc biệt là hoạt động khai phá nội lực để tìm kiếm những viên kim cương sáng chói trong chính cá nhân của mỗi người. Nhìn lại chặng hành trình rực rỡ đã qua với những thành quả đạt được, chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, những chiến binh nhà DI Group và DCI Việt Nam đã luôn hết mình với công việc. Đặc biệt hơn cả là sự dẫn dắt tài tình của vị thuyền trưởng tài ba, Chủ tịch Nguyễn Công Bình cùng với Hội đồng Quản trị với tầm nhìn đúng đắn đã và đang hiện thực hóa sứ mệnh lan tỏa sự tử tế đến hơn 95 triệu dân Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội. Tin chắc rằng những điều tuyệt vời ấy có được chính là nhờ sự đóng góp và lan tỏa từ chính trái tim yêu thương của tất cả mọi người, những thành viên tử tế của cộng đồng DCI Việt Nam. Biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng DCI Việt Nam. Hãy tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt đẹp và cùng chúng tôi, bạn nhé! DCI Việt Nam!